Xin chào các bạn, và ngày hôm nay thì Hà xin giới thiệu với các bạn một cuốn sách mang tên Sức mạnh tiềm thức. Các bạn có thể tìm cuốn sách này rất dễ đặt qua Tiki hoặc qua một số các cái trang khác cũng khá là dễ dàng. Thoạt nhìn thì chúng ta có thể thấy được cuốn sách này cũng dày đúng không? Với những bạn mà chưa quen với việc đọc sách cứng ngắc thì có thể là hơi khó khăn. Nhưng mà bạn không phải lo lắng điều đó đâu. Bạn cứ đọc đi. Đọc rồi bạn sẽ ngấm từng chữ đó vào trong cơ thể của mình. Giống như rằng là khi mà mưa nó sẽ ngấm dần vào các cái cây. Và đến một ngày thì bạn cũng sẽ tự trưởng thành và phát triển thôi. Điều này rất là tốt. Bạn hãy yên tâm một điều đó như vậy. Và ngày hôm nay thì sau khi đọc cuốn sách này thì bản thân Hà cũng đúc kết ra một vài cái bài học cho riêng mình thôi. Và xin được chia sẻ với các bạn. Điều đầu tiên mà Hà nhận thấy rằng là tiềm thức là gì? Và song song với tiềm thức thì có một cái gì đó nó khác không? Thì ở đây người ta sẽ phân biệt ra rằng là ý thức và tiềm thức. Nếu như mà cái phần ý thức của chúng ta là cái phần mà chúng ta biết suy nghĩ, biết lập luận, là một phần trong cái tâm trí của chúng ta để mà hàng ngày chúng ta đưa ra được cái quyết định á, thì phần tiềm thức của chúng ta nó sẽ là phần tâm trí về tinh thần. Nó là cái phần bên trong sâu thẳm cho chúng ta mà không dễ gì chúng ta có thể khai mở nó được, đúng không ạ? Nó vốn có sẵn. Cái thứ hai, ý thức của chúng ta thì có giới hạn. Nó giới hạn bởi nếu như chúng ta có tuệ giác cao, chúng ta có khả năng học hỏi trong rồi, thì cái giới hạn này của chúng ta nó cũng sẽ giảm bớt đi. Nhưng với tiềm thức thì không. Tiềm thức không bao giờ có giới hạn. Chỉ có khi bạn thực sự lựa chọn nó là giới hạn của bạn thôi. Chứ còn bản chất ra thì tiềm thức không có giới hạn. Và điều thứ ba chúng ta cần phải nhắc với nhau rằng với ý thức thì nó sẽ có cái trí nhớ khá là ngắn hạn. Chúng ta có thể nhớ một sự kiện này trong vòng khoảng 20 giây thôi, rồi chúng ta có thể quên. Vì một ngày nó diễn ra liên tục. Và khi mà mọi sự nó diễn ra liên tục như vậy á, thì các bạn có biết không, chúng ta sẽ nhanh quên lắm. Nhưng tiềm thức thì không. Tiềm thức nhớ rất lâu. Tiềm thức nhớ tất thảy mọi việc diễn ra từ khi mà chúng ta có nhận thức. Hoặc là đôi khi chúng ta còn cảm thấy cái sự kiện này nó đã từng được diễn ra nhưng không có nhớ, thì đó là tiềm thức. Vậy thì tiềm thức đó có trí nhớ dài hạn như là kinh nghiệm này, giá trị niềm tin trong quá khứ của chúng ta, những cái trải nghiệm, những cái bài học trong quá khứ của chúng ta, đúng không? Và điều thứ tư đó chính là cái khả năng xử lý một lúc có được nhiều việc, đó là khả năng của tiềm thức. Trong cái tiềm thức của chúng ta có khả năng xử lý được hàng nghìn việc cùng lúc ấy. Nhưng ý thức của chúng ta thì không. Ý thức của chúng ta chỉ giới hạn từ 1 cho đến 3 việc mà thôi. Bạn có thấy tiềm thức của chúng ta vô cùng tuyệt vời không? Để khẳng định, để biết được rằng là sự tuyệt vời của một việc gì đó thì chúng ta sẽ có một cách khác tương ứng đi kèm theo. Điều thứ năm đó chính là cái khả năng xử lý các cái mẫu thông tin đó. Đối với ý thức thì nó chỉ xử lý được khoảng 2.000 cái mẫu thông tin này trên một giây thôi. Nhưng bạn biết không, đối với tiềm thức thì sao? Nó lên tới tận 4 tỷ. Nào, một con số chắc chắn không nói dối bạn và nó hằn sâu trong bạn, đúng không? Vậy thì qua đây chúng ta nhận ra được điều gì? Qua cuốn sách chúng ta nhận ra được điều gì? Tiềm thức vốn có sẵn trong chúng ta. Ai sinh ra cũng có sẵn tiềm thức của mình. Và nó có sức mạnh vô cùng đặc biệt. Nó thâu tóm lại cuộc đời của chúng ta, nó chi phối chúng ta rất nhiều. Tiềm thức có cái nguồn năng lượng, có cái quyền năng vô cùng là lớn trong cái cuộc đời của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải biết cách để khơi dậy nó. Chúng ta phải biết cách mà lấy ra cái trong cái kho báu những điều tuyệt vời của tiềm thức đó. Bởi vì khi mà tiềm thức nó có những cái điều tuyệt vời như vậy á, bên cạnh đó thì tiềm thức cũng sẽ ghi nhận tất cả những sự vật, hiện tượng, những trải nghiệm, những cảm xúc như tiêu cực hay tích cực. Tất cả mọi thứ nó đến thì tiềm thức đều nhận hết. Và tiềm thức không có phản ứng, tiềm thức cũng không có từ chối. Ý thức của chúng ta thì chúng ta có thể từ chối, cái việc này không tốt, việc này không tốt thì chúng ta có thể từ chối được. Nhưng tiềm thức thì không, nhận hết. Tiềm thức nhận bao nhiêu và sau này sẽ đóng gói và trao trả lại bạn bấy nhiêu.
đến một thời điểm nhân duyên hội tụ đủ thì bạn sẽ nhận được cái quả đó. Đôi khi đó là từ trong tiềm thức của chúng ta. Có một cách rất là hiệu quả rằng khi mà chúng ta đã biết về cái giá trị cũng như ý nghĩa của tiềm thức thì chúng ta phải khẳng định với chính mình rằng chúng ta thực sự mong muốn, muốn được thay đổi, muốn được cải thiện lại cái bản thân mình, thì chúng ta phải kiên quyết, chúng ta phải kiên định, chúng ta phải giữ được cái kỷ luật đó. Chứ nếu không thì tiềm thức cũng vô tình sẽ thu lại rất là nhiều những cái điều khác nữa. Và có một điều vô cùng thú vị như thế này: mỗi một ngày dù chúng ta bận rộn đến đâu, nhưng có một việc mà bạn nên làm, đó chính là hãy đăng ký với tiềm thức của bạn những điều mà bạn muốn trong cuộc sống sau này. Giả sử như ngày hôm nay bạn muốn về tài chính của bạn trong vòng 2 hoặc 3 năm khác, thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái sức mạnh của tiềm thức này, như là bạn có thể tưởng tượng ra cái hình ảnh đó này, rồi bạn có thể thiền định, rồi bạn có thể cầu nguyện, đúng không? Bạn sẽ hướng cái suy nghĩ của bạn nó tích cực và bạn tập trung vào cái việc đó. Như bạn cũng đã biết, trong cuốn sách dạy của thiền sư Thích Nhất Hạnh thì tác giả có viết rằng chúng ta là những gì mà chúng ta ăn. Và trong một cuốn sách nào đó, trong một cái trang sách nào đó trong cái cuốn này thì lại viết rằng là chúng ta là những gì mà chúng ta nghĩ. Chúng ta nghĩ về một việc gì đó rất rất nhiều, cả ngày vậy, ngày này qua tháng khác chúng ta nghĩ và chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ nhận được những cái điều đó. Bạn cứ thử nghĩ xem, nếu như mà khi mà bạn gặp nhiều nỗi đau á, tại sao bạn cứ đau, bạn cứ nghĩ với nó nhiều, bạn cứ nghĩ mà không, dường như không có lối thoát, chỉ đơn giản là bạn cũng đang muốn tìm ra cái cách để giải quyết thôi. Thế nhưng mà vô hình dung cộng thêm cái luật hấp dẫn là bạn lại cảm nhận được nhiều hơn thế. Vậy thì khi mà bạn đã hiểu sơ qua về cái cuốn sách Sức Mạnh Tiềm Thức này, thì bạn sẽ xây dựng cho bản thân mình một cái cuộc sống, một hành trang như thế nào là do quyết định của bạn. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi được cái hiện trạng nếu như mà bây giờ bạn đang nằm ở trong cái vùng cảm thấy rằng nó bế tắc. Sự bế tắc của bạn cộng với cái việc mà bạn lắng tâm bạn, phần trí tuệ của bạn sẽ được nổi lên, thì bạn sẽ là, đây sẽ là cơ hội để cho bạn trau dồi và phát triển. Đây chính là cái một cái dấu mốc rất là tuyệt vời để cho bạn từ đó bạn biết và nhận định lại cái con đường mà mình đi. Cũng như rằng là có một lúc nào đấy mà bạn sẽ nhìn lại cái quá khứ, những cái trải nghiệm của mình, bạn sẽ phát hiện ra rằng ngoài ý thức ra thì chúng ta còn có một cái sức mạnh nào đó. Chúng ta rõ ràng không có muốn cái điều này, nhưng tại sao chúng ta cứ nhận điều này? Vì tiềm thức nó luôn luôn ở trong bạn. Và bạn có biết khơi gợi sức mạnh đó hay không? Và bạn thân yêu, thì ngày hôm nay qua cái cuốn sách Sức Mạnh Của Tiềm Thức, nó vô cùng là thú vị. Và không có một điều gì tuyệt vời hơn nếu như bạn tự mình khám phá, trải nghiệm và đọc chúng, đúng không ạ? Hà Nguyễn xin được gửi tới cả nhà mình lời chúc cuối tuần thật bình an, hạnh phúc, và xin được hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo của những tuần tiếp theo. Cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn.